mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự. Hội từ thiện Thánh Luca tổ chức giả vũ Giáng sinh gây quỹ giúp trẻ em bị bệnh tim tại Việt Nam. Và chương trình được mở đầu với phần giới thiệu của nhạc sĩ Lê Đức Long về một vài hình ảnh hoạt động của hội trong một ca khúc như một lời cảm ơn các vị mạnh thường quân. Và bây giờ, xin quý vị, kính xin quý vị an toàn và cùng chúng tôi theo dõi một số hình ảnh trong những chương thiện nguyện và một bài hát. Bài hát này như một lời cảm ơn của tất cả những người khốn khó, kém may mắn hơn chúng ta trên đất, trên khắp quê hương Việt Nam bây giờ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Organization. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, Đỗ Tâm Hoa và Diệu Quyên rất hân hạnh để đứng đây cùng với quý vị góp một bàn tay trong một việc làm đầy ý nghĩa của các anh chị em của St. Lucas Charity Foundation. Trong những ngày vừa qua, khi mà nhạc sĩ Sĩ Đan chia sẻ trên Facebook những điều anh đang làm cùng với các anh chị em, và cuối một dòng, cuối những lời chia sẻ đó, anh nói rằng hãy sống cho trọn tình người và đẹp lòng Chúa. Và Đỗ Tâm Hoa nghĩ rằng chính quý vị trong ngày hôm nay thật sự sống để đẹp lòng người và đẹp lòng Chúa, thưa quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn cho chính quý vị. Cảm ơn quý vị. Và chị Quyên được biết là chương trình tối hôm nay có sự tham dự của rất đông quý vị khán thính giả cũng như là các ca sĩ góp mặt, để chúng ta cùng nhau góp một bàn tay để giúp cho các em mổ tim ngay tại Việt Nam. Và có 12 em ở chương trình mà các em cũng như là quý vị đã thấy rồi. Hy vọng rằng trong chương trình tối hôm nay thì ban tổ chức
ước lượng là sẽ có thể gây quỹ được tới 60.000, hy vọng đó là cái sự hy vọng. Và chúng tôi một lần nữa thì được biết là ngày hôm nay có các anh chị đứng ra tổ chức là anh Sĩ Đăng cũng như là chị Xuân Phương, thì chủ tịch cũng như là đội Vinh Khoa xin được mời hai vị trong ban tổ chức lên đây có vài lời cùng với quý vị, lời đã khởi công tổ chức cho cái chương trình ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay cho hai anh chị Sĩ Đăng và Xuân Phương. Chúng con thay mặt cho tất cả các anh chị em và các cháu trong hội St. Lucas Charity Foundation kính chào cha Hồ Trọng Điệp, quý quan khách. Chúng con kính gửi đến cha, quý quan khách và đặc biệt là quý ân nhân đang hiện diện trong buổi tiệc ngày hôm nay, cũng như quý ân nhân đã ở nhân các nhà bảo trợ, các hội thiện nguyện, các hội đoàn, chương trình thăm tín hôn nhân tại Orange County đã nhiệt thành ủng hộ cho hội của chúng con để những ước nguyện chúng con sắp sửa được hoàn thành để đem tình yêu, hồng ân, ơn lành và tình thương của Thiên Chúa đến san sẻ cho tất cả các gia đình nghèo khổ và tập quyền. Buổi tiệc hôm nay mình đã đích là gây quỹ để các em bé bị bệnh tim tại Việt Nam mà cha mẹ cũng như gia đình của các em bé không có cơ hội để chữa trị. Chính con một lần nữa trân trọng và tri ân đến những trái tim bác ái và tình thương để giúp các em sớm được chữa trị và hồi phục sức sống một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Con xin chân thành cảm ơn. Rồi còn một lần nữa, Sĩ Đăng sẽ đại diện cho St. Lucas Charity Foundation xin cảm ơn tất cả các bạn từ các liên gia chương trình tên hôn nhân cũng như tất cả các bạn bè của các anh chị em. Nhưng mà cái người mà Sĩ Đăng cảm ơn nhiều nhất đây là tất cả những thành viên của St. Lucas, liên gia Lucas. Xin cho một tràng pháo tay cho liên gia Lucas. Vâng, quý vị và cảm ơn các anh chị em và quý vị đã có mặt hôm nay đến đây để giúp cho San Lucas hoàn thành cái sứ mạng phục vụ thiện nguyện của chúng tôi. Đây là một sứ mạng rất là khó khăn, như quý vị biết. Đây là một cái công việc nó đòi hỏi rất là tốn kém. Mà Sĩ Đăng tin rằng quý vị ở đây và các bạn ở đây sẽ không để cho San Lucas và Sĩ Đăng đọc hành của mình. Bằng cách là quý vị, mỗi quý vị mua cho chúng tôi 5 chiếc vé số, và cộng thêm nếu mà quý vị có thể nhìn được một bữa ăn sáng hoặc một bữa ăn trưa, và nếu mà hơn nữa, nếu mà quý vị muốn có một cái thân hình đẹp á, nhìn luôn cả bữa ăn tối để dành cho các cháu trong ngày hôm nay, thì đó là một hành động rất là quả cảm. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ Sĩ Đăng và Xuân Phương xin nhường lời microphone để cho các cháu, để các cháu dâng lời cầu nguyện. Trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng con xin Chúa ban ơn làm đến các trẻ em đang phải chịu đựng vì bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam. Xin cho các bé có được cơ hội sống bình thường như các trẻ em khác. Xin Chúa hài lòng ban nhiều hồng ân cho mọi người hiện diện trong đêm nay, cũng như gia đình của các em mang bệnh tim ở Việt Nam luôn được bình an. With this all, I wish everyone's lives is always filled with God's love and spirit, especially the children with heart surgery, that they will recover and super normal. Thank you all for coming tonight and donating to this cause. We hope you will continue to support us with this charity in the future. Please continue to pray for these children who are less fortunate than us to be kept safe during and following their surgeries. I, along with the rest of the St. Lucas charity, hope you have a wonderful Christmas and a happy new year. Kính thưa quý khán thính giả, buổi dạ vũ Giáng sinh gây quỹ của hội từ thiện Thánh Luca sau đó đã được tiếp nối với phần văn nghệ đặc sắc và phần xổ số gây quỹ, cũng như phần cảm ơn quan khách của linh mục linh hướng của hội. Và mọi chi tiết về hội từ thiện Thánh Luca, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 714-743-3347, 714-743-3347. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phút giây nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.